Chào bài sàn. Hôm nay em cho xem các bạn làm thịt kiểu nào. Thịt nướng. Thịt nướng kiểu nào. Em mua thịt heo. Thịt heo một can rưỡi, 2 can được. Lấy củ hành. Củ hành cắt to rồi. Một gói gia vị thịt nướng. Gia vị thịt nướng quá nào. Rau ăn. Súp. Muối súp. Hạt thiếu. Lấy cà chua. Cà chua em làm sai rồi. Cà chua lấy em 5 quả được. 5 quả. Em làm sai. Ok. Thịt heo cắt rồi. Cắt tô. Em thịt cắt nhỏ. Ok. Lấy thịt. Lấy một thìa muối súp. Muối. Ít thôi. Không sao lên. Hạt tiêu. Cái hạt tiêu. Gia vị ở đây. Một can rưỡi, một gói. Một can. À, không phải, một rưỡi. Một dệt can, 2 can. Làm gia vị. Ôi, được rồi. Không sao lệ cà chua sai. Làm cà chua sai. Ok. Rau ăn. Hai thìa rau ăn. Lấy củ hành được một củ hành ai thích nhiều làm nhiều, ai thích ít một quả được rồi. Thịt nướng làm con có gai nào non lắm.
xem mùi được không? Rồi, ok, lấy giấm, lấy giấm. Как сказать, потом там. Окол. Сау, сауку, сауку, лам, зам и той. Giấm, lấy giấm, chanh, chanh được, giấm được, chanh được, em làm giấm thôi. Ok. Lấy xem thử. Lấy nắp, làm nắp. Nắp con nắp, con nắp. Lấy nắp này, nắp nắp. Làm nắp. Cắt tu lan. Cắt tu lan. Hôm nay làm mai ăn được, chỉ có mai làm được. Mai nướng. Mai? Mai đưa ra nướng. Rồi, được rồi, cắt tôi lại nhé. Ok, bye bye. I think làm like nhé. Tạm biệt.